Phiên chợ nông sản đặc sản vùng miền năm nay với chủ đề Tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản, trái cây chất lượng cao năm 2024 vừa được tổ chức là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, hướng nhiều vào thị trường trong nước. Với phương châm hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam, phiên chợ năm nay có quy mô trên 70 gian hàng của các đơn vị, hợp tác xã, doanh nghiệp, hội nông dân đến từ trên 20 tỉnh thành trong cả nước tham gia trưng bày đa dạng các mặt hàng nông lâm thủy hải sản được sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP đã được xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Chúng tôi thì thông thường lựa chọn cái thời điểm tổ chức các phiên chợ gắn với cái thời điểm bắt đầu vào vừa chính vụ của các cái nông đặc sản, đặc biệt các loại trái cây. Và có thể nói là thông qua các phiên chợ định kỳ hàng năm thì chúng ta đã tạo ra được một cái điểm có thể thu hút được người tiêu dùng của thủ đô Hà Nội đến để trực tiếp được xem, được trải nghiệm các sản phẩm vào chính vụ, cũng như là trong những năm gần đây thì chúng ta cũng kết hợp giới thiệu các sản phẩm đặc sản và sản phẩm OCOP của các địa phương. Tại sự kiện, hoạt động livestream bán hàng trên nền tảng TikTok và các nền tảng mạng xã hội đã được tổ chức ngay tại phiên chợ. Hoạt động này đã đa dạng hóa các hình thức xúc tiến thương mại, mở ra thị trường mới, gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng và mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với các hình thức thương mại truyền thống. Ngoài ra, ban tổ chức còn hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phiên chợ kết nối giao thương với siêu thị, cửa hàng thực phẩm và hệ thống phân phối, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ trên cả nước.